Xin được kính chào tất cả quý vị và anh chị ạ. Hôm nay thì bên em về thêm được một chiếc Mercedes-Benz phiên bản S450 Luxury mới nhá. Chiếc xe này của em thì màu trắng, nội thất màu kem và đã lên được rất là nhiều đồ chơi, lên như bản Maybach. Điển hình thì bên ngoài mọi người có thể nhìn thấy được một bộ la răng lên S600 Maybach. Và thêm nữa thì ở trên mặt ca lăng này đã được lên mặt ca lăng Maybach rồi mọi người nhá. Có một điều rất là đặc biệt trên chiếc xe này nữa, đó chính là cái biển số của nó rất là đẹp. Biển 30G76776 đó. 76776 đấy, biển rất là đẹp luôn. Màu trắng nội thất kem mọi nhá. Thật ra ấy, ở trên thị trường thì thời điểm này có rất là nhiều Mercedes, đặc biệt là bản Luxury và bản thường thì cũng có khá nhiều. Nói chung là Mercedes đợt này nhiều. Tuy nhiên là để mà còn đẹp và mới như chiếc này của em ấy thì cũng khá là hiếm. Chiếc này của em mới chạy được có 9.000 km thôi mọi người nhá. Rất là mới luôn. Một trong số những chiếc xe có thể coi là mới nhất trên thị trường chuyển nhượng xe ô tô cũ hiện nay tại Hà Nội mọi người nhá. Đã được lên form Maybach rồi. Logo của Maybach đấy ạ. Mọi người có thể nhìn rất là rõ logo của Maybach. Và kèm theo là chiếc xe này có cái biển số rất là đẹp luôn, 30G7667. Đó, rất là đẹp luôn. Đây là một trong số những chiếc xe mà ở thị trường Việt Nam hiện tại là có thể coi là siêu phẩm đấy ạ. Bởi vì chạy được có 9.000 thôi, rất là mới. Và tất nhiên là khi mà mua chiếc này thì bên em đã cho vào hãng kiểm tra chất lượng của chiếc xe rồi, đảm bảo chất lượng cho mọi người. Khi mà mọi người mua xe thì có thể mang vào hãng kiểm tra thêm một lần nữa để đảm bảo chất lượng của xe là không đâm đụng, không ngập nước, máy móc nguyên bản và số km zin. Thậm chí ở đây là cái thảm nỉ vẫn còn nguyên này mọi người này, chưa dùng luôn. Đó, thảm nỉ em vẫn để nguyên mọi người nhé. Bên trong thì chúng ta sẽ có thêm một bộ ghế được trải cái thảm trải sàn 5D rất là đẹp. Đây mọi người nhìn cho em nội thất màu kem nhé. Trên bản Luxury thì chúng ta sẽ có cái tựa chân như thế này, cái đệm chân đấy ạ. Rất là tiện lợi. Đó, đây là cái bộ ghế da màu kem xịn sò và cao cấp của chiếc Mercedes-Benz. Đó, đây thì mọi người có thể nhìn cho em này. Cái bệ tì chân nó đang được nâng ra, rất là xịn sò và nó cao cấp, giúp cho chúng ta ngồi trên xe có thể sẽ thoải mái hơn rất là nhiều trong những chuyến đi, đặc biệt là chuyến đi xa hoặc là các anh chị nào phải làm việc nhiều trên xe, hoặc là chúng ta muốn nghỉ ngơi trên xe khi chúng ta trên cung đường dài di chuyển về nhà hoặc là đến cơ quan nơi làm việc. Nói chung là chúng ta nếu cần phải di chuyển nhiều trên xe thì chiếc xe này nó rất là VIP và giúp chúng ta êm ái hơn rất là nhiều, có thể ngủ thoải mái trên xe. Thật ra ấy, nếu mà với cá nhân em nhé mọi người nhé, để mà nói ấy, thì về Mercedes nó vẫn là một trong số những chiếc xe có thể coi là chiếc sedan hạng sang và vô cùng cao cấp. Cái khả năng ngồi ở trên xe ấy, khi chúng ta, cá nhân em mà em thấy ấy, thì em thấy là khi mà ngồi ấy, nó rất là êm và nó mượt mà, nó nhẹ nhàng, cảm giác ngồi rất là sướng ấy. Nó không như tất cả những cái dòng xe khác đâu. Các cái dòng khác thì cũng có khá nhiều, kể cả Lexus hay là nhiều dòng xe khác nữa. Tuy nhiên là cá nhân em thì em chỉ thích, nếu như để ngồi sedan nhá mọi người nhá, em chỉ thích ngồi chiếc Mercedes này thôi. Đó, vẫn cứ phải là Mercedes S-Class chạy mới thích được. Loa Boommaster ở trên thì chúng ta sẽ có loa xoay. Ở đây thì tất cả những phím tinh chỉnh. Đó, rèm chắn nắng ở phía sau giúp chúng ta sẽ có một cái không gian vô cùng là thoải mái và riêng tư ở hàng ghế thứ hai. Đó, cộng thêm cửa hít rất là sang trọng của xe. Xe thì đã được dán kính chống nóng cách nhiệt và giảm tia UV vào bên trong xe. Một loại kính rất là cao cấp, xịn sò. Bên ngoài thì gần như khó có thể nhìn vào trong xe được. Đây mọi người nhìn cho em này. Đó, bên ngoài nhìn vào rất là khó luôn. Thậm chí là khi mà chúng ta còn cho lên cái rèm chắn nắng lên ấy, thì nó thật sự là bên trong gần, bên ngoài gần như không thể nhìn vào bên trong ạ. Trên S-Class thì bản Luxury này chúng ta sẽ có thêm loa xoay ở đây mọi người nhé. Lát nữa em sẽ mở cho mọi người xem cái này. Còn đây là tem nhãn hiệu của xe ô tô con này, nhãn hiệu Mercedes này. Và năm sản xuất là 2020 ở đây. Đó, mọi người nhìn cho em rất là rõ nhé. Năm sản xuất năm 2020. Đó,
Đấy, mọi người nhìn cho em nhé. Cái điều đặc biệt nhất đó chính là chiếc xe này có một cái màu trắng, nội thất màu kem rất là đẹp. Thêm một bộ vành, lên một bộ vành Maybach, logo Maybach, mặt ca lăng Maybach và có biển số VIP. Đó. Đèn multi-beam LED, một trong số những loại đèn cao cấp nhất hiện tại của nhà Mercedes-Benz. Hệ thống camera 360 độ, có lùi chuồng tự động. Đó. Có radar về ban đêm, rất là tiện lợi, chỉ có trên bản Luxury mới có thôi mọi người nhé. Đây, bây giờ em sẽ cho mọi người xem cái loa xoay này. Đây, mọi người nhìn cho em cái loa này nhá. Nó sẽ, hoặc là đây, em sẽ mở cái loa bên này đi. Đây, mọi người quan sát cái loa này cho em khi em khởi động nhá. Đó, khi em khởi động máy này, loa xoay ạ. Loa Mercedes-Benz Boommaster xoay. Đó, rất là đẹp luôn, xịn sò và cao cấp. Ở đây thì đã được sử dụng phông tiếng Việt rồi, cũng khá là tiện lợi cho người Việt chúng ta. Đó, thêm nữa thì ở đây còn có một tính năng LaRa về ban đêm nữa. Đó, chúng ta có thể nhìn thấy cái logo trước mắt này. Mọi người nhìn cho em này, đó, cái logo của trường mầm non đó, trước mặt em thì đây, đó. Khi chúng ta di chuyển thì nó sẽ về ban đêm ấy, đặc biệt là những nơi mà có ánh sáng kém ấy, thì cái LaRa này nó sẽ giúp cho chúng ta quan sát và hỗ trợ chúng ta được rất là nhiều. Ở đây thì sẽ có thêm hệ thống camera 360 độ mọi người nhé. Trên những chiếc Mercedes-Benz thì mọi người có thể thấy được là có cần số ở trên tay, trên vô lăng như thế này, rất là tiện lợi. Đó, mọi người nhìn này, đấy, rất là tiện luôn. Khi mà chúng ta vào số rồi đi, cảm giác nó không phải vào số như những dòng khác mà thiết kế ở dưới này. Thì một điều na ná là em thấy là nó khá là lịch sự. Đó. Có được thiết kế vân ốp gỗ. Đó. Bản Luxury mọi người nhé. Ở trên chiếc xe này có một điều đặc biệt mà chỉ có em ở đây mới cảm nhận được, đó chính là có cái mùi hương rất là thơm của chủ xe cũ, họ rất là chơi nước hoa. Mùi xe thật sự là cảm giác là nó rất là thơm và có một điều gì đó nó rất là sang trọng trên chiếc xe này khi mà em lên xe. Xe của em hiện tại chạy được 9.600 km mọi người nhé. 9.600 km. Cửa sổ trời cũng đã được dán phim cách nhiệt và chống nóng rồi. Chống tia UV sẽ giúp cho chúng ta ngồi trên xe một cách thoải mái hơn. Và đặc biệt là các chị sẽ không bị nắng nóng. Đó. Ở phía sau thì chúng ta, như em đã nói rồi, sẽ có rèm chắn nắng ở phía sau này. Đó, rất là tiện luôn, sẽ che chắn hết. Và khi chúng ta đóng lại như thế này, đây, mọi người nhìn cho em cái cửa sổ trời trên này, em đóng nốt này. Đó, và tiếp theo em sẽ đóng nốt ở đây này. Thì nó rất là tiện, đặc biệt là nếu như chúng ta muốn có cái không gian riêng tư ở hàng ghế thứ hai này, thì chỉ cần đóng hết lại như thế này thì gần như là bên ngoài không nhìn vào được. Và bên trong chúng ta sẽ thoải mái, có một không gian rất là thoải mái, riêng tư luôn. Rồi, em xin báo giá để cho mọi người cùng tham khảo về chiếc S450 phiên bản Luxury này mọi người nhé. Chiếc S450 bản Luxury màu trắng, nội thất màu kem, sản xuất năm 2020 và chạy được 9.000 km, biển số VIP 767 76. Đó, biển rất là đẹp luôn, biển 30G 76776. Đó. Màu trắng nội thất kem, chạy được có 9.000 km thôi. Thật ra thì trên thị trường có rất là nhiều, tuy nhiên là được cái biển số đẹp này, lên được nhiều đồ chơi như thế này, sau tiếp theo lại có 9.000 km xe nó mới như thế này, thì giá của nó sẽ rất là hợp lý cho quý khách hàng nào nếu như muốn mua xe đi ngay. Hiện tại thì em đang bán chiếc xe này với giá là 4 tỷ 420 triệu mọi người nhé. 4 tỷ 420. Tất nhiên là anh chị nào thiện chí thì có thể alo trực tiếp cho em để cùng trao đổi và thương lượng về giá cả, và em sẽ có thể du di và hỗ trợ anh chị trả góp 70% giao xe toàn quốc cho tất cả quý khách hàng luôn. Đặc biệt là anh chị nào mà ở xa thì không phải lăn tăn, chỉ cần đặt cọc thôi, em sẽ ship xe đến tận nhà cho mọi người. Về chất lượng thì em sẽ đảm bảo và có thể mang xe test hãng kiểm tra chất lượng thoải mái. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của em. Mọi người có thể qua kênh YouTube hoặc là Zalo của em với tên là Song Thảo để chúng ta cùng chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của chiếc xe này qua hình ảnh và rất là nhiều dòng xe khác của bên em. Em chuyên mua bán ô tô tại Hà Nội, địa chỉ cửa hàng số 89 đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội mọi người nhé. Em cũng đã buôn xe được gần chục năm rồi, nên là nếu như anh chị nào có nhu cầu mua hoặc bán hay là có bất kỳ cái liên quan nào đến ô tô thì có thể alo cho em sẽ hỗ trợ mọi người một cách tốt nhất.
để giúp cho chúng ta có những cái giao dịch đầu tay với nhau. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người các video tiếp theo. Mọi người đừng quên là ấn like và đăng ký kênh YouTube này của em để xem được nhiều video của bên em hơn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người các video tiếp theo.